Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyện xưa không cũ. Cảm ơn quý vị vì đã luôn lựa chọn theo dõi kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Quý vị và các bạn thân mến, thời xưa, khoa cử là một trong những hình thức cơ bản để tuyển dụng nhân tài phụng sự cho đất nước. Để có thể chọn ra người xuất chúng nhất, triều đình đề ra quy chế thi cử ngặt nghèo, chặt chẽ và xử phạt nghiêm minh những kẻ vi phạm. Thế nhưng những vụ gian lận vẫn xảy ra theo một cách nào đó và rất nhiều những vụ gian lận đó đã gây rúng động lớn bởi liên quan đến những vị đại thần. Trong video ngày hôm nay, Chuyện xưa không cũ sẽ tổng hợp lại những vụ án gian lận nổi tiếng nhất trong lịch sử. Qua đó, chúng ta sẽ thấy được việc thi cử thời xưa khắt khe thế nào, đồng thời cũng hiểu biết thêm nhiều câu chuyện lịch sử mà có thể bạn chưa biết. Quý vị và các bạn thân mến, ở nước ta nền khoa cử ra đời tương đối sớm. Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, các triều đại phong kiến Việt Nam như Ngô, Đinh, Tiền Lê bắt tay vào việc xây dựng và củng cố chính quyền. Đến thời Lý năm 1009 đến năm 1225, bộ máy nhà nước phong kiến về cơ bản đã được hoàn thiện. Năm 1075, vua Lý Nhân Tông cho tổ chức kỳ thi tuyển chọn người tài đầu tiên được gọi là Minh Kinh Bắc Học. Kể từ đây, nền khoa cử Việt Nam chính thức ra đời. Sau thời Lý, các triều đại phong kiến tiếp tục hoàn thiện nền giáo dục nước nhà. Phần lớn triều đại đều có một số cải cách về nội dung giáo dục và thi cử để phù hợp hơn. Tuy nhiên, điểm chung là dù bất cứ triều đại nào, việc giáo dục và thi cử dưới thời phong kiến vẫn luôn tồn tại những quy định hết sức ngặt nghèo bắt buộc học sinh phải vượt qua. Trước thời gian thi 4 tháng, những người muốn dự thi phải ghi danh tại địa phương để xem xét tư cách đạo đức, lý lịch. Những người đang chịu tang cha hoặc mẹ, đang chịu tang ông bà nội cũng không được tham gia kỳ thi. Những người bất hiếu, không hòa thuận với anh em, tàn bạo cũng không được thi. Những người thân thuộc với kẻ phạm tội đã bị chém, thắt cổ, đi đày, xung quân dù đã được tha về cũng không được thi. Phụ nữ bị cấm không được dự thi. Chính vì lý do này nên xuyên suốt thời kỳ phong kiến, Việt Nam chỉ có duy nhất một tiến sĩ nữ là Nguyễn Thị Duệ. Bà đã cải trang thành nam giới và đi thi đỗ vào thời nhà Mạc. Đặc biệt, gian lận trong thi cử sẽ bị xử tội rất nặng. Người vi phạm có thể bị bắt làm nô lệ, bỏ tù, đeo gông cho đến khi xử tử. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ. Dưới đây sẽ là một số vụ án gian lận nổi tiếng trong lịch sử. Tiến sĩ bị xử tử vì nâng đỡ con người quen. Tháng 10 năm Bính Tý 1696, dưới thời vua Lê Hy Tông, triều đình tổ chức khoa thi hương trong cả nước. Ngô Sách Tuân, người từ Sơn Bắc Ninh, từng đỗ hội nguyên tiến sĩ khoa Bính Thìn 1676, được cử làm phó chủ khảo trường thi. Trước khi vào Thanh Hóa coi thi, Ngô Sách Tuân đến chào tể tướng Lê Hy và biết được các con của ông tham dự kỳ thi này. Lê Hy nhờ Ngô Sách Tuân giúp đỡ con mình. Sử sách chép rằng, đến kỳ đệ tứ, phát hiện quyển văn của con tể tướng họ Lê không đúng cách. Ngô Sách Tuân bèn đưa riêng quyển thi đó cho khảo quan chấm lại cho đúng cách. Chánh chủ khảo Ngô Hải biết rõ chuyện nhưng hứa với Ngô Sách Tuân sẽ không tiết lộ. Không hiểu sao, Phan Tự Cường, người Đông Anh Hà Nội đỗ tiến sĩ khoa Canh Tuất 1670 đang là tham chính, chức quan giúp việc cho Tuyên Chính, người đứng đầu Thanh Hóa bấy giờ biết chuyện bèn phát giác. Triều đình đem việc tố cáo giao cho các quan luận tội. Khoa thi hương năm ấy, sĩ tử bị đánh hỏng rất nhiều, gây dư luận xôn xao bất bình. Ngô Sách Tuân là bậc đại khoa, từng giữ nhiều chức vụ trong triều đình. Trước đó, khi trấn giữ vùng Lạng Sơn, ông đã lập công trong việc bắt được dư đảng nhà Mạc lẩn tránh ở nước ngoài. Dù có công to như vậy, Ngô Sách Tuân vẫn bị khép tội chết. Chánh chủ khảo Ngô Hải bị bãi chức, các quan giám khảo, phúc khảo đều bị phạt. Nhiều quan trường dính líu đều bị cách chức. Vụ đại gian lận liên quan đến đại thần. Một vụ gian lận khác xảy ra cuối triều Lê, đời vua Lê Hiển Tông. Vị đại thần có liên quan là Lê Quý Đôn. Sách Những chuyện lạ trong thi cử thời xưa ở Việt Nam cho biết, Đinh Thị Trung là nho sinh quê ở làng Cổ Bôn, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Từ nhỏ vốn thông minh, được coi là thần đồng. Năm 14 tuổi, Đinh Thị Trung đỗ cử nhân, được đưa vào học ở trường Quốc Tử Giám để thi hội, cùng khóa học với Lê Quý Kiệt là con của bảng nhãn Lê Quý Đôn. Trong những giờ học ở Quốc Tử Giám, Đinh Thị Trung thường được Lê Quý Đôn kiểm tra năng lực bằng những câu hỏi về các loại sách vở, thơ phú. Mỗi lần như vậy, Đinh Thị Trung đều trả lời xuất sắc, tỏ rõ là người học cao hiểu rộng, danh tiếng vang dội cả kinh thành đến tai của chúa Trịnh Sâm.
Trong kỳ thi hội vào tháng 10 năm 1775, cả Đinh Thì Trung và Lê Quý Kiệt đều tham gia. Đến ngày treo bảng, thầy Lê Quý Kiệt đỗ đầu, chúa Trịnh Sâm nghi ngờ nên ra lệnh cho lấy quyển thi ra khảo lại. Phát hiện bài có chữ viết của Đinh Thì Trung thì đề tên Lê Quý Kiệt và ngược lại. Nghi vấn một vụ đánh tráo bài thi đã xảy ra, cả hai đều bị hủy bỏ kết quả. Vụ này đem ra xử, Đinh Thì Trung bị xử đày ra tận vùng Yên Quảng, Quảng Ninh ngày nay, còn Lê Quý Kiệt bị tống giam, sau đuổi về Thái Bình làm dân thường và cấm không được đi thi nữa. Sau này, Lê Quý Kiệt còn bị luận thêm tội, bắt giam cấm ở ngục ở Cửa Đông. Nhận xét về việc này, quốc sử quán Triều Nguyễn cho rằng hai người cùng một tội mà xử tội khác nhau sao có thể gọi là công bằng được. Còn việc Lê Quý Đôn có can thiệp hay không lại chẳng hề được xét. Cao Bá Quát sửa bài thi cho thí sinh. Cao Bá Quát sinh năm 1808, mất năm 1855, tên tự là Chu Thần, hiệu là Cúc Đường, biệt hiệu là Mẫn Hiên. Ông là lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương, nay thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội, và là một nhà thơ nổi danh ở giữa thế kỷ 19 trong văn học Việt Nam. Năm 1841, dưới thời vua Thiệu Trị, Cao Bá Quát được cử làm sơ khảo trường thi Thừa Thiên. Trong khi chấm bài thi, thấy một số bài văn hay nhưng phạm húy, không muốn vì lỗi nhỏ mà đánh trượt người có tài, Cao Bá Quát cùng Phan Thời Nhạ ngầm lấy muội đèn làm mực chữa 24 bài. Trong 24 người này có 5 thí sinh đỗ cử nhân gồm Hoàng Kim Minh, Lê Thiều, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Khánh, Phan Văn Trị. Thêm vào đó, trong trường thi năm đó có Trương Đăng Trinh là cháu của đại thần Trương Đăng Quế vì một kỳ văn quyền bị hỏng, bị nội trường đánh trượt. Tuy nhiên, giám khảo Nguyễn Văn Siêu đọc cho là văn tốt đã nói với ngoại trường Cao Bá Quát liệt vào hạng lấy đỗ. Trong khi đó, theo luật tổ chức trường thi quy định trong thời gian chấm thi, quan nội trường và quan ngoại trường không được gặp nhau. Đến khi tra bảng, các sĩ phu xôn xao. Khi bị Bộ Lễ và Viện Đô Sát điều tra, Cao Bá Quát nhận tất cả và nói rằng sinh bút làm căn, chứ không có ai dặn dò hay gửi gắm gì. Án được dâng lên vua, Cao Bá Quát và Phan Thời Nhạ bị tội tử hình. Nguyễn Văn Siêu bị tội phạt trượng, đánh bằng gậy và tội đồ đi đày. Tuy nhiên, vua ban lệnh cho thị lang bộ hình Ngô Văn Địch, trưởng ấn cấp sự trung là Lê Chân cho gọi 5 người được chấm đỗ cho thi lại. Nếu đúng văn khá, đáng được đỗ sẽ phong hạng cử nhân. Trong những người này, duy nhất cử nhân thứ 20 là Phan Văn Trị vì bài Phú Trùng Vân bị đánh hỏng. Sau đó, Cao Bá Quát được giảm án từ trảm quyết chém chết ngay thành án giảo giam hậu, đợi thắt cổ đến chết sau. Nguyễn Văn Siêu chuyển miễn đánh gậy, giao cho bộ lại hiệu lực chuộc tội. Cuối cùng, án Cao Bá Quát được đổi sang tống ngục. Năm 1843, ông được cho đi dương trình hiệu lực, nghĩa là được phép lập công chuộc tội, theo đoàn đảo Trì Phú đến Indonesia. Sau đó vài năm, ông vào Viện Hàn Lâm lo việc sưu tầm và xếp đặt văn thư. Ngoài ra, còn một số vụ án khác như năm 1673, đời Lê Gia Tông tại khoa Thi Hương, tham chính Thanh Hóa Vũ cầu hối nhận tiền bạc, gửi gắm học trò làm kỳ đệ tử. Phủ Doãn Phủ Phụng Thiên Ngô Sách Dụ làm việc trong trường thi, ngầm mang sách vở vào trường, sai gia nhân làm quyển thi đưa lẫn vào chấm lấy đỗ, xoay tiền của. Việc bị phát giác, cả hai đều bị xử đến tội đồ, bắt làm nô lệ. Trong kỳ thi Hương năm Minh Mạng thứ 15, 1834, tiến sĩ Ngô Thế Vinh được triều đình điều về trường thi Hà Nội làm giám khảo. Do vi phạm trường quy nên ông bị cách chức, tước học vị phải về nhà dạy học. Đến thời vua Tự Đức, năm Tự Đức thứ 9, 1856, nhờ Tổng đốc Định An là Nguyễn Đình Tân dâng sớ cho phục chức hàm cho những người có tài năng từng bị cách chức, Ngô Thế Vinh mới được khôi phục học vị tiến sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy rằng những vụ gian lận đều xuất phát từ những người làm quan, từ những đại thần được trọng dụng. Có những đại thần dù biết gian lận là trọng tội nhưng vẫn làm. Có lẽ họ cho rằng lý do của họ là chính đáng và chuyện lịch sử thì rất khó phân định đúng sai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.